Nông dân Đức biểu tình chống hiệp ước tự do mậu dịch giữa Hoa Kỳ và Liên Âu, tin từ Bá Linh. Khoảng 30.000 người, nhân danh nông dân, đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Bá Linh, chống kỹ nghệ nông nghiệp, bày tỏ sự quan tâm tới kỹ thuật biến gen, phong trào bảo vệ thú vật và hiệp ước tự do mậu dịch giữa Liên Âu với Hoa Kỳ. Khoảng 100 nhóm khác nhau đã tham gia cuộc biểu tình. Ông Hubert Weiser là chủ tịch của nhóm BUND nói rằng, đòi hỏi chính là cứu nông dân trước kỹ nghệ nông nghiệp, chống trợ cấp kỹ nghệ nông nghiệp một cách trực tiếp hay gián tiếp, không để sản phẩm giá thành thấp chiếm lĩnh thị trường, làm cho sản phẩm tự nhiên của nông dân không thể bán trong thị trường. Phát ngôn viên của Liên minh nói rằng, ông ta lo sợ thịt hormone và biến gen nằm trong đĩa thức ăn và muốn ngưng hiệp ước tự do mậu dịch với Hoa Kỳ. Dùng máy cày đi đầu, nông dân ăn mặc giả trang súc vật tuần hành từ Potsdamer Platz tới dinh thủ tướng. Đối lập Ukraine mạnh mẽ lên án luật chống biểu tình của chính phủ, tin từ Kiev. Nhà đối lập Oleg Tyanibuk cảnh cáo luật chống biểu tình do Tổng thống Viktor Yanukovych vừa mới ban hành có thể đưa tới một cuộc nội chiến và Tổng thống Yanukovych phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Nói chuyện với người biểu tình bao vây chung quanh, ông Tyanibuk cũng tuyên bố rằng quốc hội hiện giờ là quốc hội bất hợp pháp, đạo luật ban hành là đạo luật vi hiến. Nếu dân chúng chấp nhận luật này thì Ukraine sẽ sớm cáo trùng. Luật cấm biểu tình được quốc hội thông qua và Tổng thống Viktor Yanukovych ban hành trong ngày thứ Sáu. Luật mới cấm những trại biểu tình, thiết lập sân khấu, hệ thống phóng thanh tại các nơi công cộng. Những sự vi phạm nghiêm trọng có thể tuyên án 15 năm tù. Liên Âu đã mạnh mẽ chỉ trích nói rằng luật mới phản lại các nguyên tắc dân chủ, phản lại hiệp ước liên kết giữa Ukraine và Liên Âu, chống lại nguyện vọng dân chủ và gia nhập Liên Âu của dân chúng Ukraine. Tổng thống Yanukovych từ chối ký hiệp ước liên kết với Liên Âu trong cuối tháng 11 đã làm hàng chục ngàn người xuống đường phản đối. Mặc dù số người biểu tình đã giảm, hàng trăm người còn tiếp tục đóng trại tại quảng trường độc lập, chiếm cứ các cơ quan công quyền như tòa đô chính. Nhiều người biểu tình nói rằng luật mới là một tội phạm hình sự.